Góc nhỏ bên đời xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả truyện ngắn Kim Diệu My, là truyện đầu tiên của loạt truyện ngắn Leo Will Stories của tác giả Alan Bảo Phán, qua giọng đọc Kim Hoa. Tiếng cào cửa sột soạt lẫn tiếng rên não nề trước cửa phòng làm Leo Will tỉnh ngủ. Anh nhìn đồng hồ, chưa đầy 8 giờ tối. Leo uể oải đưa chân ra mở hé cánh cửa. Con chó Guru vội chạy vút vào, cuộn người sợ hãi co quắp ẩn góc phòng. Leo đứng dậy, đi vào phòng tắm, bật nước nóng vào bồn, rồi cởi quần áo và chậm chậm bước vào. Dòng nước ấm làm anh tỉnh hẳn. Cơn ê ẩm đau nhức sau một buổi chiều thể thao bơi lội và chạy bộ dường như tan biến mất. Leo xuống lầu, nấu nhanh tô mì gói, chậm rãi ăn. Nhìn ra vườn sau, trời đã tối mịt. Gian nhà dưới tờ mờ dưới ngọn đèn vàng hiu hắt, không một tiếng động. Anh nhẹ nhẹ đẩy cửa, lướt vào căn phòng nơi mẹ anh ở. Bà đã ngủ từ lâu. Tắt vội chiếc máy iPad nhỏ đang nằm lăn lóc trên giường, Leo tiện tay đắp chiếc chăn nỉ lên cho mẹ. Gió càng về khuya càng mạnh, bức màn cửa sau va chạm tạo ra những âm thanh réo rắt kỳ lạ. Con chó Guru trên lầu thỉnh thoảng lại tru lên từng tiếng. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, xa vắng. Leo tắt đèn, rửa chén vội và bưng một ly nước cam, bước nhanh lên lầu. Anh mở computer, click vào một trang streaming live của một nhóm văn nghệ online. Hơn 6 tháng nay, mọi người bị bó buộc gói trọn trong nhà bởi dịch cúm Vũ Hán. Các ca nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng như dân amateur đua nhau trình diễn. Vì vậy, Leo cứ mỗi tối cuối tuần rảnh rỗi lại được dịp ngồi xem những chương trình ca nhạc tiện dụng loại bỏ túi này. Trên màn ảnh hôm nay xuất hiện một giọng hát điêu luyện của một thiếu phụ khá xinh đẹp. Theo lời giới thiệu của ban nhạc thì tên nàng là Kim Diệu My. Cái tên nghe rất kiếm hiệp, trộn lẫn pháp danh nhà Phật và một ít Anh ngữ. Theo dõi trò chuyện trên dòng livestream, Leo biết được Kim là tên tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt như anh đã nghĩ. Giọng hát nàng trầm uẩn, u uất như ngàn lời tâm sự. Khuôn mặt tái xanh, thỉnh thoảng để một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt. Ở nàng có điều gì đó bí ẩn
đã thu hút Leo theo dõi, thưởng thức hàng tuần trong suốt 6 tháng qua. Đêm nay, Leo lại ngồi trước bàn computer, lặng lẽ lắng nghe Kim Diệu My. Đôi mắt nàng dường như luôn gắn chặt Leo. Nhiều khi, anh tưởng rằng Kim Diệu My chỉ hát cho riêng anh. Mãi say sưa theo dõi, Leo chợt giật mình vì con Guru đã ngồi sát chân anh từ bao giờ. Lần này, nó quào quấu loạn xạ, mắt trừng trừng nhìn lên màn ảnh computer và tru lên dữ dội. Leo vội cúi xuống, vỗ về con chó và thì thầm: "Be quiet, Guru." Con chó vẫn không chịu nằm yên, nó tiếp tục sủa dữ dội. Cả thân người nó như muốn chồm lên trên bàn. Tay phải vừa mới trấn Guru, Leo vừa quay lại theo dõi màn ảnh. Anh chợt tái mặt, cả thân hình bật ngửa ra phía sau. Trên màn hình, một thiếu phụ treo cổ lơ lửng, hai mắt lòi ra trên khuôn mặt trắng bệch, những dòng chữ bằng máu chạy quanh co: "Anh ơi, cứu Kim Diệu My với." Leo há hốc kinh sợ, anh dụi mắt cắn răng cố gắng nhìn kỹ một lần nữa. Lần này hai hàng nước mắt đầy máu của Kim Diệu My tuôn ra ào ạt. Nàng cất tiếng nghẹn ngào âm u: "Leo, cứu em với." Leo té bật xuống nền nhà, anh lập bập, tiếng có tiếng không: Cô là ai?" Kim Diệu My hai tay nắm chặt chiếc thòng lọng, thở khò khè từ chiếc lưỡi le ra. Giọng nói nàng đứt quãng: "Anh ơi, em ở Westminster, Orange County, địa chỉ là 666 đường Garden Grove. Anh đến đó sẽ hiểu." Vừa lúc đó, màn ảnh bỗng bị tắt, computer tự động shut down. Chiếc cửa sổ đập liên hồi vào căn phòng. Đèn trong nhà vụt tắt hoàn toàn. Gió từ đâu lành lạnh tràn ngập gian nhà. Con chó Guru tru lên từng hồi thảm thiết rồi lao vội xuống nhà. Vốn là người bản lĩnh và gan dạ, Leo Will lồm cồm mò mẫm lấy chiếc đèn pin và đi xuống cầu thang. Chiếc cửa sau vườn giờ bỗng mở toang. Nhìn ra sân sau, Leo thoáng thấy bóng áo trắng của một người phụ nữ. Anh vội lao ra, chĩa đèn pin. Chiếc bóng quay lại, nhìn anh như khẩn cầu. Leo chợt nhận ra đó chính là Kim Diệu My. Anh lấy hết can đảm, thảng thốt la lớn: "Kim, đứng lại!" Nhưng tích tắc, chiếc bóng trắng đã biến mất sau bức tường cao ngất phía sau vườn. Anh nhìn chung quanh ngơ ngác, tim đập liên hồi, rồi bước vào nhà, khóa cửa cẩn thận lại. Đèn lúc này đã sáng lên trở lại. Con chó Guru nằm im ngoan ngoãn trên sofa. Mẹ chàng vừa tỉnh dậy, bước ra cửa phòng,
đưa mắt tò mò hỏi Leo. Có chuyện gì vậy con? Leo cố trấn tĩnh trả lời mẹ. Con khó ngủ một chút, không có gì đâu mẹ. Nói xong, anh vội vã đi lên lầu trở lại phòng. Toàn thân đẫm mồ hôi, đầu óc lúc này chen lẫn kinh sợ và hoảng hốt. Leo mở lại máy tính. Màn ảnh chỉ toàn màu đen, hệ thống khởi động DOS ngoài Windows cũng không thấy xuất hiện. Chiếc máy tính đã hư hoàn toàn. Anh mệt mỏi nằm vật xuống nền nhà, thiếp dần trong giấc ngủ mộng mị. Ngoài trời, tiếng sấm sét vang dội từ xa, hàng loạt tia chớp sáng nhòa, tiếng mưa rơi ào ạt. Con chó vu ru thỉnh thoảng lại tru lên từng hồi thảm thiết. Người ta không biết Leo Will đến thành phố này từ khi nào. Anh là một người tầm thước, khoảng 1m7, dáng người chắc, thon gọn, thường đơn thân độc mã trên con đường từ nhà đến nơi làm việc. Anh có thói quen ở lại trường làm việc và bơi lội, chạy bộ cho đến mãi tối mới về. Anh không có nhiều bạn bè, thuộc loại người tiết kiệm lời nói và rất ít khi tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng vào dịp lễ hoặc cuối tuần, thiên hạ đôi khi thấy anh có một vài người bạn từ tiểu bang khác đến thăm. Ngày nghỉ, Leo chỉ cắm cúi vào sách vở, computer, tò mò nghiên cứu đủ thứ chủ đề trên đời. Căn nhà chỉ có hai mẹ con, sinh hoạt đơn giản. Lâu lâu, hàng xóm lại nghe tiếng piano hoặc tiếng guitar nhẹ nhẹ, du dương, vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Tắt máy, đậu xe trước nhà, Leo bước ra khỏi xe, rồi đi vào nhà bằng cổng garage. Anh chợt thấy con chó Guzu từ góc kẹt tru lên và nhảy vọt về phía anh. Giật mình, anh né qua và chụp được con chó. Anh vuốt ve, vỗ về nó. What is going on, Guzu? Everything will be all right. I'm here, okay? Anh ôm con chó vào nhà, làm một tô mì gói Raymond, trộn bế trứng, rồi bưng ra vườn sau nhà. Leo thầm nghĩ, tháng 10 chưa cười đã tối, tháng 5 chưa nằm đã sáng. Trời đầu tháng 10 mới hơn 8 giờ tối mà đã đen xịt như đã nửa đêm. Leo vừa ăn vừa thưởng thức đêm trăng tròn đang tỏa những tia sáng lung linh xuống vườn. Chợt gió bỗng trở mạnh, lạnh lạnh. Con chó Guzu bỗng rên lên ăn ẵn. Một cảm giác ớn lạnh từ đâu chụp đến Leo. Toàn thân anh như tê cứng. Chiếc xích đu sau vườn vốn vứt bỏ lăn lóc từ bao lâu nay bỗng dưng đong đưa kèn kẹt. Một bóng người phụ nữ áo trắng, cổ bị treo lên, hai chân thòng xuống, đu đưa qua lại theo nhịp của chiếc xích đu. Leo Will kinh hãi, run bần bật. Tô mì đang ăn trên tay rớt xuống, vỡ tan tành. Hè
Help me. Vẫn thảm thiết. Help. Anh ơi, cứu em với. Anh ơi, cứu em với. Con chó Guru, con người, chạy vào nhà, dừng lại ngay cửa sau. Mắt nó đỏ rực, tru lên từng tiếng ngắt quãng. Leo run rẩy, chưa kịp phản ứng thì tiếng mẹ anh bật đèn bước ra sau nhà hỏi vọng: "Sao con Guru nó sủa dữ vậy con? Con có cho nó ăn chưa?" Không trả lời mẹ, Leo lẩy bẩy chỉ tay về phía chiếc xích đu, giọng ngắt quãng: "Mẹ, mẹ, mẹ có thấy cô áo trắng ở đó không?" Mẹ Leo nhìn về phía tay anh chỉ, miệng mắng nhẹ: "Vớ vẩn, mẹ có thấy ai đâu. Thôi, ăn cơm rồi đi ngủ đi con." Leo dụi mắt nhìn kỹ, bóng áo trắng của Kim Diệu My đã biến mất từ lúc nào. Trời bỗng lặng gió, con chó Guru đã ngưng sủa, cuộn tròn nằm im dưới bếp. Vừa hiu hiu chợp mắt chưa được bao lâu, gió mạnh từ ngoài vườn không biết từ đâu đến, đập mạnh vào khung cửa sổ. Giật mình, Leo quay người ngồi dậy. Dưới trăng sáng tờ mờ, Kim Diệu My toàn thân đầy máu lơ lửng trên chiếc thòng lọng. Một hàng chữ bằng máu chạy dọc theo khung kính cửa sổ: "Xin anh hãy đến địa chỉ này, cứu em với." Help me. Leo thất thần, tái mặt, rồi la lên theo phản ứng tự nhiên: "Được rồi, tôi sẽ đến đó, cô cứ yên tâm." Nói xong, Leo ngã quỵ xuống giường. Mãi đến trưa hôm sau, Leo mới lò mò tỉnh dậy. Gương mặt anh hốc hác, tiều tụy, đôi mắt trũng sâu như người bị bệnh mất ngủ đã lâu. Tắm rửa, vệ sinh qua loa, anh quyết định đi mua vé máy bay xuống địa chỉ do Kim Diệu My viết. Chuyến bay xuất chiều gần tối, lại trong mùa dịch nên vắng vẻ lạ thường. Hành khách chưa đầy 20 người, đa số ngồi băng trên. Leo chọn một dãy ghế băng sau, xung quanh không có hành khách. Anh vươn vai lắc mình, hít thở sảng khoái, rồi tự nhủ: "Đi máy bay như vậy thật là khỏe, một mình, một cõi ba ghế. Điệu này chắc lâu lâu mình nên book vé máy bay đi dạo vài vòng nước Mỹ." Nhìn đồng hồ tay đã hơn 7 giờ, máy bay hạ cánh khoảng vài phút. Leo với tay lấy túi hành lý gọn nhỏ bên trên, anh đặt xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Chồm người nhìn qua cửa sổ, sân bay vắng lặng, điều hưu tịnh lẻ. Xa xa, từng dãy máy bay xếp hàng ngay ngắn, bên dưới hàng triệu ngọn đèn đã thắp sáng thành phố. Leo bước nhanh ra khỏi máy bay. Anh không quên chào người phi công râu tóc bạc phơ đang đứng tiễn đưa khách ngay cửa ra vào, cùng với cô tiếp viên tóc vàng luôn khẽ gật đầu với hành khách
bằng đôi mắt mệt mỏi. Phi trường Cali mới hơn 7 giờ mà giống như đêm trừ tịch 30. Im lặng như tờ, không một bóng người qua lại. Leo đi như bị ma đuổi, hướng về phía đón taxi và Uber bên ngoài. Anh vừa đi qua, đi lại, vừa cầm điện thoại kiếm Uber. Bỗng, anh nghe một tiếng chào nhẹ nhàng thỏa thẻ. Dạ, anh có phải là Leo không ạ? Hơi giật mình, Leo ngước mặt lên. Trước mặt chàng là một phụ nữ Việt Nam, duyên dáng, kiểu cách. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài, thon thả. Chiếc khăn tròn màu tím, quấn ngang cổ, thả dọc dài chiếc áo vest lịch thiệp. Anh ngơ ngác hỏi, Cô là ai? Mày biết tên tôi? Cô gái mỉm cười, rồi nháy mắt, hóm hỉnh. Dạ, chị Kim Diệu My, nhờ em ra đón anh. Nói rồi, cô đưa ra một tấm hình profile của tôi trên social media. Đôi mắt nhíu lại, cô thì thầm. Anh, trông bên ngoài cũng không khác gì lắm so với tấm hình. Leo chột dạ thầm nghĩ. Không ngờ Kim Diệu My nhanh tay thật, mới đó mà biết rõ thông tin của mình rồi. Vừa trầm ngâm, vừa quan sát người phụ nữ trước mặt, anh nhướng mắt chờ đợi. Cô gái quay người, vừa bước đi, vừa tự giới thiệu. À, em tên là Hạnh, Dương Chi Hạnh. Dạ, em làm chung với chị Diệu My. Leo nhanh nhẹn trả lời. Hân hạnh, được gặp Hạnh, nhưng thú thật, tôi không hề quen cô Diệu My. Thật ra, tôi chỉ đi theo địa chỉ này. Nói xong, anh giơ chiếc phone có địa chỉ lên cao. Hạnh cười khúc khích trả lời. Dạ, em biết mà. Chị Diệu My có kể là chị và anh đã gặp nhau vài lần rồi. Leo Will nghe vậy, bỗng thấy rợn người, toàn thân như muốn tê cứng. Anh chợt mím chặt môi, cương quyết nói thầm. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Mình đã quyết định đi, thì không còn gì để sợ nữa. Đường phố quận Cam về khuya vắng vẻ, buồn tẻ đến lạ lùng. Dịch Vũ Hán đã làm tê liệt mọi hoạt động buôn bán, dịch vụ ăn uống, ca nhạc vốn rất tưng bừng vào đêm của thủ đô người Việt tị nạn. Dương Chi Hạnh im lặng chăm chú lái xe. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Leo. Một lúc sau, Leo nghe tiếng rì rầm từ xa. Anh liền hỏi, ủa, nhà chị Diệu My gần biển hả Hạnh? Hạnh trả lời, dạ vâng. Chiếc xe chạy vun vút bỏ xa thành phố. Xe chạy dọc theo bờ biển. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Leo sốt ruột hỏi, sắp tới chưa Hạnh? Sao xa quá vậy em? Hạnh vội trả lời, dạ dạ, sắp tới rồi anh. Vừa nói xong, nàng quẹo vào một con đường núi nhỏ hẹp. Chung quanh có đủ loại căn nhà cổ kính nằm treo veo trên viền núi. Cơn mưa rào bỗng dưng ụp xuống, đường núi ngoằn ngoèo, càng ngày càng khó đi.
tiếng gió hú hòa nhịp với tiếng biển động sóng đưa. Vài ánh đèn le lói lúc chớp lúc tắt của những ngôi nhà trên núi tạo ra một khung cảnh kỳ diệu, đủ màu sắc âm dương. Xe của Hạnh chợt thắng gấp tại một bãi đất trống trước một ngôi nhà. Hạnh mở cửa xe bước ra, con người vì lạnh và đưa tay quấn chặt chiếc khăn quàng cổ. Leo Will bước ra khỏi xe, nhìn quanh quất, rồi chàng chỉ vào ngôi nhà trước mặt hỏi: "Nhà của Kim Diệu My đây hả Hạnh?" Hạnh lúc này đang đứng chơ vơ trước một ngôi mộ sơ sài, bên cạnh một cây to, tàn lá tung tùm. Nàng khóc nức nở: "Chị Diệu My ơi, chị chết oan uổng quá." Leo Will dường như lúc này từ sợ quá hóa lì. Anh bước ra sau lưng Hạnh, nhẹ đặt hai bàn tay lên vai nàng như muốn an ủi. Hạnh càng khóc to hơn. Nàng quay lại và úp mặt vào vai chàng. Mưa gió sấm chớp bỗng trở nên dữ dội. Leo chợt run bắn, mắt trợn trừng. Chiếc bóng áo trắng của Kim Diệu My đang lắc lư theo một sợi dây quấn chặt cổ nàng. Một tiếng nói xa xôi lanh lảnh vọng vào: "Help me." "Cảm ơn anh Leo. Em bị chết oan nên hồn không siêu thoát. Xin anh hãy mang tên tuổi của em vào chùa, nhờ các thầy tụng kinh cầu siêu. Trong vòng 49 ngày, em sẽ được siêu thoát." Lấy hết can đảm, Leo vừa chấp tay, vừa trả lời: "Diệu My, em đừng lo. Hãy yên tâm mà chờ. Anh hứa sẽ chu toàn." Vừa nói xong, một tiếng sét cực to đánh mạnh xuống. Một tia sáng bay vọt lên và Kim Diệu My biến mất. Leo nhắm mắt, cúi đầu và quay lại. Hạnh đang run rẩy đứng xa xa, thỉnh thoảng lại ngước lên khóc. Chiếc váy trắng mỏng ướt mưa không che đậy được thân thể nàng. Dưới ánh đèn mờ, khi ẩn khi hiện, từng đường cong ngà ngọc phơi bày lồ lộ. Leo cởi chiếc áo choàng và bước về phía Hạnh, rồi nói: "Hạnh, em khoác đỡ chiếc áo này cho đỡ lạnh. Mà nhà em ở đâu vậy? Thôi, mình lái xe về nhé. Anh nghĩ chị Diệu My bên kia thế giới chắc vui lắm." Hạnh nghe vậy lại càng khóc lớn hơn. Cô nói: "Nhà em ở đây mà." Gió chợt rít lên từng hồi. Chiếc khăn quàng đang quấn trên cổ Hạnh bỗng bay vụt đi. Ngay tức thì đầu nàng rớt xuống đất. Leo biến sắc, té xỉu xuống mặt đất. Cả một khu nhà chung quanh ánh sáng bỗng tối bặt. Hàng loạt loài chim biển chợt ào ào bay vụt qua. Ngoài kia xa xa tiếng sóng biển gầm lên dữ tợn. Sáng ra người ta tìm thấy Leo Will nằm chơ vơ trên bờ biển. Leo vào bệnh viện hồi sức khoảng một ngày
thì anh tỉnh hẳn. Đó là lần cuối cùng anh ghé thăm Orange County vào mùa dịch năm 2020. Về đến nhà, được mẹ anh kể lại, con Guru đêm hôm trước bỗng tru lên buồn bã rồi lăn ra chết. Mẹ anh còn cho biết con chó Guru được con gái của một người bạn ở Cali tặng lại cách đây hơn 10 năm. Ngày hôm sau, anh mang tên tuổi của Kim Diệu My và Dương Chi Hạnh vào chùa gần nhà nhờ thầy đọc tên cầu siêu cho 49 ngày. Kể từ dạo đó, anh quyết định không chơi social media và coi văn nghệ online nữa. Tác giả Alan Bảo Phán viết tại Las Vegas ngày 16 tháng 10 năm 2020.